Tổng thống Mỹ Biden cam kết sẽ xây dựng lại cầu Francis Key sau vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng cũng nhầm lẫn về việc đi tàu hỏa qua cây cầu này nhiều lần. Theo New York Post, trong ngày 26 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu toàn quốc về việc cầu Francis Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland, bị một tàu chở hàng đâm sập vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Một tàu chở hàng đã đâm vào cầu Francis Key khiến nhiều người và phương tiện rời xuống sông. Đây là cây cầu mà tôi đã sử dụng nhiều lần để di chuyển từ Delaware tới Washington, cả bằng ô tô lẫn tàu hỏa. Ông Biden nói Phát biểu của Tổng thống Mỹ đã khiến nhiều người bối rối bởi cầu Francis Scott Key vốn không có bất kỳ tuyến đường sắt nào. Dư luận Mỹ cho rằng ông Biden đang nhầm lẫn giữa tuyến đường sắt Amtrak đi xuyên qua trung tâm thành phố Baltimore, vốn được ông sử dụng để di chuyển từ quê nhà đến thủ đô trong giai đoạn làm thượng nghị sĩ năm 1973 đến 2009. Phía Nhà Trắng sau đó cũng lên tiếng giải thích rằng ông Biden chỉ đang đề cập tới việc di chuyển qua cây cầu này nhiều lần. Tổng thống muốn mô tả sự thân thuộc với cầu Francis Scott Key bởi ông đã di chuyển tới Washington bằng cây cầu này trong suốt 36 năm, phát ngôn viên Nhà Trắng Ron Bean Pasterson nói. Trong phát biểu của mình, ông Biden khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng lại cầu nhanh chóng nhất có thể. Tôi đề nghị chính phủ liên bang thanh toán toàn bộ chi phí để xây dựng lại cầu Francis Scott Key và tôi hy vọng quốc hội sẽ ủng hộ nỗ lực này. Công việc này sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Baltimore cho tới khi mọi thứ được khôi phục, tổng thống Mỹ nói. Dạng sáng ngày 26 tháng 3, một tàu chở hàng cơ lớn đã va chạm với cầu Francis Scott Key Bridge, sự cố khiến con tàu bốc cháy trước khi chìm, trong khi một phần đáng kể của cây cầu dài 2,6 km sụp xuống sông. Hiện đã có 6 người thiệt mạng trong vụ việc.